Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay hai anh em mình đi chấm câu cá lóc mấy bạn ơi. Đây hai anh em mình đang chấm câu.
vừa xuống tới tài trước của nhái kia rồi các bạn. Sẽ hầm cạn khác các bạn. Đây cạn nữa mà không có dính nữa thôi. Đây nè mấy bạn ơi. Thăm tự giờ cũng nhiều nhiều mấy bạn ơi. Mà sao nó ở ngoài đồng trống nó không dính mấy bạn, bằng trong vườn. Mưa vườn còn dính. Giờ ngoài đồng trống nó vụt nhái nó bị cá ăn rồi mấy bạn. Giờ mình sẽ móc mồi lại nha bạn. Thì mấy bạn không biết dính cá hay gì mà liệt con cẩu quá trời liệt nha mấy bạn. Đây rồi. Rồi. Đấy, hết mồi luôn. Thấy nè trời. Kỳ ta. Chảy nè mấy bạn. Bỏ mẹ đi. Hết nha hả? Hết nha rồi. Rồi. Bỏ luôn. Lâu lâu đừng cặn. Chảy mấy bạn. Các bạn nha, sáng đi câu, đi hầm câu mấy bạn ơi. Hầm tự giờ cũng được nhiều rồi, không có dính rồi, không có quay cho mấy bạn xem. Giờ dính đường con như đây nè mấy bạn. Nó cá đó. Xin ra. Đó. Từ, chừng đi. Đó. Được con cá lóc nữa nè. Sao? Sao? Để đi đi. Kìa dính nữa gì kìa. Đâu? Đó, dịch đó. Đây mình cắm ở vòng vòng ngoài đây với dài quanh kia nè, dính mình quay cho mấy bạn xem nha. Kéo ra. Sáng đây thì mình đừng cần dính nữa các bạn. Dính ếch. Đây, dính ếch. Mình sẽ đi hầm cửa khác nha các bạn. Đâu cá đâu. Đó. Cái bệnh cá là chà bá đó hả? Kìa 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 mấy ai. Cái đó chà bá đó ai. Nó phải chơi. Nó đu 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 đó. Nó chạy cái bịch chứ mất tiêu. Từ 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 từ. Còn mấy bạn ơi. Thôi rồi. Vô. Thả lượng. Ở đây được con ếch nè. Ếch nó nuốt cao mất tiêu luôn. Giờ mình đi vô mấy bạn. Giờ mình dễ dám mấy bạn.